Trong tổng số là 57 con bò sữa triển khai hỗ trợ cho 4 hộ nông dân tại thị trấn Cát Tiên, thị trấn Phước Cát, xã Quảng Ngãi và Đức Phổ, nuôi đợt 1. Đến thời điểm này, đàn bò sữa ở huyện Cát Tiên đã phát triển khá tốt, dự kiến vào khoảng tháng 7 năm 2023 sẽ cho khai thác sữa. Để triển khai thực hiện thành công đề án, huyện Cát Tiên đã ban hành các văn bản chỉ đạo, phối hợp triển khai tuyên truyền vận động các hộ nông dân đủ điều kiện tham gia, tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, tham quan thực tế về chăn nuôi bò sữa cho người dân. Ngoài ra, địa phương còn làm việc với công ty cổ phần sữa Đà Lạt để xây dựng các chương trình hợp tác cung ứng nguồn giống, bao tiêu sản phẩm. Kinh phí thực hiện đề án đợt một khoảng 600 triệu đồng, hỗ trợ mỗi con bò sữa 15% tổng giá thành mua. Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ người dân tiếp cận các nguồn tín dụng chính sách ưu đãi. Phần kinh phí còn lại được công ty sữa Đà Lạt hỗ trợ vay lãi suất không đồng và được khấu trừ thông qua cung ứng sữa sau này.